hoàn thành tác phẩm của mình nha. Đó, bạn Lan sắp hoàn thành chùm nho rồi. Chơi Đặng Đức Sét giúp cho trẻ em khác chị phát triển khả năng sáng tạo và học hỏi về màu sắc, rất là tốt cho trẻ em đó các bạn. Đó, rồi bạn Gia đang nặng gì đây? À, mình biết rồi. Bạn Gia đang nặng người ngoài hành tinh. Đó, bạn đó đang gắn tay và chân của người hành tinh đó các bạn. Bạn Gia rất thích chơi người ngoài hành tinh nha. Bạn đó hay vẽ tranh về người hành tinh lắm. Hôm nào mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tranh về người ngoài hành tinh nha. Đó, bạn Gia đang nặng các bộ phận đó. Mình có thể nặng từng phần nè. Sau đó là mình ráp lại sẽ hoàn thành cái tác phẩm của mình. Các bạn có thể nặng bất cứ màu gì các bạn yêu thích nha. Không cần phải như đúng như ngoài thực tế đâu. À, bạn Gia đang tận dụng cái hũ đựng nước sét để bạn ấy tạo ra cái hình tròn đó. Rồi, sau đó bạn Gia gắn người ngoài hành tinh lên cái hành tinh của bạn ấy. Hành tinh tím le các bạn ơi, chắc hành tinh này mới xuất hiện nè. Các nhà khoa học chưa có phát hiện ra. À, bạn Mon sắp hoàn thành một cái tác phẩm mới nữa rồi. Rồi, bạn Gia hoàn thành tác phẩm bạn ấy rồi. Đó là một cái hành tinh không phải hình tròn như trái đất mà hình dẹp nha. Có những cái cây kỳ lạ nè, có những cái núi đồi và có những cái người ngoài hành tinh, cái hình dáng rất là kỳ lạ đang đứng rải rác quanh đó. À, đang đứng xung quanh một cái gọi là cái phi thuyền, cái tàu không gian, cái UFO đó các bạn. Đó, bạn Gia hoàn thành rồi. À, bạn Lan cũng hoàn thành tác phẩm của bạn ấy rồi. Bạn Lan còn nặng thêm mình một bông hoa và một cái ly kem nữa bạn ơi. Cái ly kem bạn Lan có trang trí cây dù màu vàng xinh xinh nha. Chị đã xét xong, các bạn nhớ rửa tay bằng xà phòng cho sạch sẽ và dọn dẹp sạch sẽ nha các bạn. Đó, bạn Lan hoàn thành tác phẩm của bạn ấy rồi. Các bạn thấy có đẹp không? Rồi, bây giờ các bạn cùng ngắm lại những tác phẩm nặng đất sét của các bạn nha. Đây, những tác phẩm nghệ thuật của các bạn đó. Các bạn thấy có đẹp không? Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình để theo dõi, để xem những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.